Hôm qua, ngày 11 tháng 10, chi nhánh Việt Thái Bến Tre phối hợp với Phòng dục và đào tạo quyền thành phố tổ chức lễ trao học bổng vì em hiếu học năm 2021-2022 cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã đặc biệt khó khăn dùng 7 000 nhân biển. Có 90 suất học bổng được trao đến các em học sinh, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Tổng số tiền là 180 triệu đồng do chi nhánh Việt Thái Bến Tre hỗ trợ. Được biết, đây là năm thứ 8 chi nhánh Việt Thái Bến Tre tổ chức chương trình này đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống tổng công ty. Qua 8 năm thực hiện chương trình Vì Em Hiếu Học, Việc theo Bến Tre đã đồng hành cùng với Sở Dục Đào Tạo, Hội Họ Khuyến Học từ Bến Tre, trao hơn 2.000 suất học bổng, trị giá trên 3 tỷ đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại tỉnh nhà.